Tiếp theo nữa đó là về bày trong gia đình thì chúng ta thường có một vật phẩm phong thủy kích hoạt tài lộc, đó là cặp tỷ hưu. Thông thường ấy thì tỷ hưu chúng ta phải để quay ra cửa sổ. Nếu như là chúng ta có bàn thờ mà quay ra hướng cửa sổ thì chúng ta có thể để cặp tỷ hưu quay ra cửa sổ. Tỷ hưu là một con vật linh vật, có thể mang lại nhiều may mắn trong kinh doanh buôn bán và xây dựng cho chúng ta có được những mối quan hệ tốt với khách hàng. Nhưng chúng ta phải lưu ý là khi chúng ta mua cặp tỷ hưu về thì chúng ta phải tắm rửa sạch sẽ cho tỷ hưu bằng như là lá bưởi. Chúng ta phải đun lá bưởi lên, sau đó chúng ta tắm rửa cho tỷ hưu sạch sẽ và để quay ra hướng ngoài cửa, thì chúng ta sẽ kích hoạt được cái may mắn trong công việc làm ăn và gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ. Tiếp theo nữa đó là trong các cái gia đình Việt Nam chúng ta hay thấy đó là chúng ta hay mua con cóc và miệng thì ngậm đồng tiền. Nếu như chúng ta có thể để cóc thì tốt nhất là để ở phần bàn thờ thần tài. Nếu như để ở ngoài cửa thì ban ngày chúng ta có thể để cóc quay ra, nhưng ban tối thì chúng ta cho cóc quay rồ. Nếu như thường nó bây giờ nó có một con cóc bây giờ bán có cái chân xoay đấy, ban ngày thì cóc tha tiền từ bên ngoài, tối tha vào nhà. Còn nếu như không, chúng ta cũng có điều kiện thì tốt nhất đấy là để nó chéo với lại phía ngoài cửa nhưng mà quay mặt vào hướng trong nhà, đó là cóc ngậm tiền. Nếu như các bạn biết được thì có thể đi mua những loại cóc này bằng ngọc. Tốt nhất nếu mà khi các bạn mua những vật linh vật phong thủy giống như cóc, như tỷ hưu hay là ông thần tài thì chúng ta phải có khai quang điểm chỉ thì nó mới kích hoạt được cái tài vận cho các bạn, chứ không phải chúng ta mua khơi khơi về chỉ để là nó cũng không có kích hoạt được cái khai không tài vận cho các bạn. Thì các bạn có thể mang đến chùa nhờ cho các sư thầy khai quang các cái linh vật cho chúng ta. Tiếp theo nữa đó là các cái hình tượng trong nhà giống như là cá chép. Thông thường cá chép thì chúng ta nên mua những cái cặp cá chép là có một đôi đang vần vũ bên nhau thì nó kích hoạt cho sự may mắn và luôn mang cho chúng ta đến cái sự là đầm ấm hạnh phúc và luôn luôn có quý nhân phù trợ. Ngoài ngoài cá chép ra thì chúng ta có thể trưng ở phòng khách để cho khi mọi người đến thì có thể nhìn thấy được cái vật linh vật trưng của chúng ta một cách dễ nhất. Bên cạnh cá chép thì hiện tại thì có những cái bức tranh giống như là thuận buồm xuôi gió, như thuyền buồm căng buồm lên, thì chúng ta có thể để bố trí ở trong phòng làm việc hoặc chúng ta có thể bố trí ở phòng khách, bày ở phòng khách, nhưng bày ở hướng làm sao mà khi chúng ta ngồi nhìn trực tiếp được vào cái vật đó để nó kích hoạt. Và tiếp theo nữa là thạch anh. Hiện tại ngày nay chúng ta thấy thạch anh là đang rất phổ biến, nhưng để kích hoạt cho cái thạch anh này nó tốt thì các bạn phải biết chọn thạch anh theo màu. Ví dụ như là thạch anh màu trắng thì nó sẽ làm cho sức khỏe tốt, thạch anh màu hồng thì nó kích hoạt cho chúng ta có gặp nhiều may mắn thuận lợi, thạch anh màu tím thì có thể làm cho chúng ta công việc thuận lợi và phát tài. Thế ngoài ra thì chúng ta có thể có những cái mệnh như là phù hợp với lại thạch anh màu vàng nhạt thì chúng ta cũng có thể sử dụng các thạch anh này. Nhưng mà thông thường thì khi thạch anh thì chúng ta có thể để ở những vị trí như sau. Một, thạch anh chúng ta có thể để ở những nơi có ánh sáng để nó kích hoạt cái màu của đá tự nhiên. Thứ hai là thạch anh thì chúng ta khi mua thì chúng ta nên chọn là 6 cục để lên trên cái két. Nếu như nhà chúng ta có két hay công ty có két thì chúng ta có thể mua 6 cục thạch anh hoặc là 9 cục hoặc là 8 cục. Chứ mua một cục thì cũng hơi ít, chưa kích hoạt được nhiều. Nhưng các bạn lưu ý là có thể mua 6 cục, 8 cục và 9 cục thạch anh và chúng ta để lên những nơi kích hoạt giống như một là trên cái két. Hai là những cái nơi mà tụ khí, góc tốt nhất của gia đình. Ví dụ như cái góc là gọi là góc kích hoạt tài vận tốt thì chúng ta nên bố trí ở những cái góc đó để cho nó kích hoạt tài vận cho chúng ta.
và tùy theo tuổi để chọn màu, và tùy theo cái tình hình hiện tại của gia chủ để chúng ta chọn một cái loại đá thạch anh cho thật là tốt. Tiếp theo ở đây, các bạn có thể kích hoạt may mắn bằng mua con long quy. Thì tất cả những cái con vật linh vật đây thì chúng tôi đều quay trên màn hình các bạn có thể xem. Long quy là một loại vật là đầu là rùa, đầu là rồng nhưng lưng lại là rùa. Nếu mà các loại long quy tốt nhất thì chúng ta nên mua long quy bằng đồng. Trên có thể mở lắp ra và chúng ta có thể để trong cái lắp của long quy là gồm có muối, gạo, chè, gọi là trà đấy, người Bắc gọi là trà, rồi ngọc, rồi vàng. Đó, sau đó thì chúng ta nhờ các vị sư trụ trì trên chùa họ khai quang cho long quy. Và long quy thì chúng ta có thể đặt ở trên bàn thờ và quay ra cửa thì tất cả mọi điều may mắn về tài vận sẽ đến với các bạn một cách nhanh chóng nhất. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể kích hoạt may mắn của chúng ta ở nơi làm việc hoặc là ngay cửa ra vào nhà bằng cách là mua 3 đồng tiền cổ. Chúng ta đan với nhau bằng một sợi khuy màu đỏ, sợi dây suy màu đỏ. Chúng ta có thể treo ở cửa ra vào, đặt lên trên bàn làm việc, trong ngăn kéo hồ sơ làm việc, hoặc chúng ta có thể để trong cái bóp của chúng ta hàng ngày để cho kích hoạt tài vận đến với chúng ta một cách nhanh chóng. Đó là những vật phẩm phong thủy cơ bản mà chúng ta thường thấy hàng ngày. Tôi hy vọng là các bạn sẽ lựa chọn đúng cái con vật nào và thời điểm nào và đặt ở vị trí nào phù hợp với lại mỗi con người để làm sao để khai thông tài vận một cách tốt nhất. Nhưng lưu ý với tất cả các bạn, tất cả linh vật cần phải có sự khai quang, điểm chỉ thì mới phát huy được cái năng lực tự nhiên của nó. Còn nếu như chúng ta chỉ mua khơi khơi về thì chúng ta cũng không thể kích hoạt được các cái may mắn, năng lượng từ vũ trụ nó tỏa ra. Riêng về đá thì các loại đá quý như đá thạch anh thì chúng ta không cần phải khai, chúng ta không cần phải nhờ các sư trụ trì khai quang về đá, nó là tự nhiên rồi. Thế còn các linh vật thì chúng ta cần phải khai quang. Đó. Thế chúng tôi xin chúc tất cả các bạn là chọn cho mình một vật phong thủy tốt nhất và phù hợp nhất với mỗi gia đình. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và phần cuối cùng chúng tôi sẽ gửi đến các bạn trong buổi học ngày hôm nay, đó là phần thứ 7 là cách lựa chọn các cái loại trang sức như thế nào cho mỗi người phù hợp nhất. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe.